Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Tâm Nguyễn Decor. Và hôm nay Tâm sẽ hướng dẫn mọi người cách làm những đám mây phát sáng treo thả từ trần nhà xuống, vừa có tác dụng trang trí vừa làm đèn ngủ lung linh lãng mạn nè. Mời mọi người cùng xem Tâm sẽ làm như thế nào nhé. Ok, và bây giờ là công tác chuẩn bị nha. Đây, đầu tiên là chúng ta chuẩn bị là một bịch bông gòn cước công nghiệp. Lưu ý là chỉ sử dụng bông gòn cước công nghiệp thôi nha mọi người. Cái này là một bịch 200g. Đó, thứ hai là mình chuẩn bị Tâm chuẩn bị là 2 cái vỏ chai, chai nước suối. Đây là vỏ chai 5 lít để làm đám mây lớn, vỏ chai 1,5 lít để làm đám mây nhỏ. Một bịch 200g như vậy sẽ làm được 2 đám mây. Rồi dụng cụ thì có là súng bắn keo, keo nến silicon, một con dao rọc giấy, cái kềm, mấy sợi dây rút và 2 cọng kẽm. Ok, bây giờ Tâm bắt đầu nha. Rồi bước đầu tiên làm Tâm sẽ làm đám mây lớn trước ha. Là ở vị trí này mọi người dùng dao rọc giấy chúng ta cắt 2 đường. Mọi người lưu ý cắt phải cẩn thận một chút xíu nha. Rồi Tâm tiếp tục cắt cái chai nhỏ. Ok, well done. Cái vị trí này là vị trí để một lát nữa chúng ta sẽ nhét cái bóng đèn vô đây. Cái bóng đèn vô đây thì nó sẽ thắp sáng cho đám mây đó mọi người. Rồi bước thứ hai là Tâm sẽ dùng cọng kẽm để làm cái sợi dây, làm sợi dây treo như thế này đó, để một lát nữa mình cột vô cái bóng điện là treo cái đám mây lên cho nó lơ lửng đó. Thật ra mọi người có thể dùng cái sợi dây cước câu cá cũng được nha, thì nó sẽ đỡ lộ khuyết điểm hơn. Ok, cái đầu tiên. Rồi tiếp tục cái này. Rồi Tâm lại tương tự để làm cái sợi dây treo cho cái bình nhỏ. Anh Tâm rất được. Ok, xong. Và bây giờ Tâm sẽ bắt đầu làm đám mây lớn trước nha. Đó, bây giờ chúng ta sử dụng bông gòn cước nè. Đây là bịch 200g. Ok. Đây, bông gòn cước này là khi chúng ta sẽ tơi ra là nó bung ra dữ lắm. Đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ dùng keo nến. Mình bôi lên trên đây. Bôi lên là mình phải đính mây liền nha mọi người. Vừa bôi vừa đính mây lên. Đính ngẫu nhiên xung quanh trước. Đó, và bây giờ là từng bước mình sẽ đính mây hết xung quanh trước nha. Khi mình đính mây thì mọi người để cứ ban đầu thì cứ đính đại đi, miễn nó hết xung quanh là được nha. Rồi đó, rồi mình lật 2 đầu nữa đó, để phủ kín mây hết xung quanh. Rồi sau đó chúng ta sẽ từ từ hoàn thiện dần. Rồi khi gắn lông gòn là mọi người lưu ý là mình phải chừa cái lỗ này ra nha. Cái lỗ hồi nãy mình khoét đó, để lát mình nhét cái bóng đèn vô đây. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xung quanh có những cái vị trí nó hỏng nè. Với lại mình tạo hình đám mây theo cái ý mình thích đó, bằng cách là thêm bông gòn vào. Trong quá trình làm thì nó có rớt mấy cái sợi bông gòn nhỏ ra, nhưng mà cũng đừng có lo nha. Tại sau khi mà làm xong mình treo lên cố định rồi thì nó sẽ không rớt ra nữa đâu. Vì vậy là mình hoàn toàn yên tâm là không sợ phải hít phải nha. Ok, xong đám mây lớn. Và bây giờ tiếp tục đám mây nhỏ. Đó, đám mây nhỏ thì mình cũng tương tự như đám mây lớn, đính mây hết xung quanh. Rồi, bắt đầu hoàn thiện. Cái này nó còn nhiều mây quá nè, nên Tâm làm nó thành hình trái tim luôn. Đó, hơi bị kỳ công nha. Sắp xong rồi nè. Ta-da. Ôi lại gớt đồ rồi. Đó, nè, nó còn dư bông gòn quá chừng nè, nên là Tâm đó, tạo hình cho nó thành một trái tim luôn. Như vậy là Tâm đã vừa hoàn thành 2 cái đám mây bằng bông gòn cước công nghiệp, rất là dễ thương. Bây giờ Tâm sẽ treo nó lên vị trí chỗ bóng đèn nha, để xem thử bật lên là nó sẽ giống như là đám mây phát sáng như thế nào nhé. Bây giờ Tâm sẽ gắn 2 đám mây lên đây nha. Đó, cái lỗ mà cái vị trí hồi nãy đó. Rồi mình đút cái bóng đèn trực tiếp vô đây luôn. Đó. Rồi là nó đã giữ rồi. Nhưng mà để chắc cú nhất là mình thêm cái dây rút ở đây nữa. Mình rút để đề phòng nhiều khi là do cái sức nặng hay cái gì đó, cái lỗ mình khoét rộng quá đó thì nó sẽ rớt cái đám mây xuống. Thì chúng ta rút một sợi dây rút ở đây là chắc cú nhất. Đó. Một cái. Đó, và trái tim tầm ngắn ở đây nha. Trái tim giống như tình cảm của Tâm dành cho mọi người gì đó. Quá là sến. Hình Tâm sến thiệt. Coi cái mặt nào nó đẹp nè. Hay mặt này đi. Mặt này nó hơi rời rạc xíu. Một lát dùng tay mình xé lại không sao. Rồi đút vô. Ok. Lùng quá, bây giờ phải đứng lên cái ghế. Rồi mình cũng dùng cái dây rút mình rút lại. Nó định hình nha. Trong tay chỉnh. Rồi cái này thì mọi người nè, dùng tay mình xé cho nó đang chéo với nhau thì nó sẽ kết dính lại. Là người tình nhân chắc em cũng chẳng cần. Ok. Vậy là hai đám mây Tâm làm đã xong. Bây giờ mọi người chờ để coi lên đèn nó sẽ lung linh như thế nào nha. Đó, ok, Tâm vừa để thêm một cái ghế nữa. Bây giờ Tâm sẽ bật đèn nha. 1, 2, 3. Ta-da! Lung lên chưa mọi người ơi? Wow. Đó, Tâm zoom gần cho mọi người coi nè. Ok. Lung linh luôn. Cái đám mây trái tim này nó lên đèn dễ thương dễ sợ. Như vậy là Tâm đã vừa hoàn thành xong hướng dẫn làm hai cái đám mây phát sáng. Vừa làm đèn ngủ vừa đèn trang trí cũng rất là đẹp mắt đúng không mọi người? Nếu như mọi người thấy thích thì hãy like, subscribe, theo dõi kênh YouTube của Tâm và đừng quên bấm chuông để nhận được thông báo khi Tâm up video hướng dẫn decor mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.